Trong video này, chúng ta cùng tìm hiểu những cách khác nhau để tạo ra 5. Giả sử, chúng ta có 3 cộng với một số nào đó sẽ bằng với 5. Phép tính này được biểu diễn bằng hình ở dưới. Ở trong hình này, chúng ta có 3 hình tròn đại diện cho số 3 và rồi chúng ta có 5 cái hộp. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy chúng ta cần thêm bao nhiêu hình tròn nữa để cho vào hết tất cả 5 cái hộp? Hãy cùng suy nghĩ xem chúng ta đã cho ba hình tròn vào 3 chiếc hộp rồi. Vậy chúng ta chỉ cần thêm một và hai hình tròn nữa. Giờ chúng ta có tổng cộng là 5 hình tròn. Ba hình tròn màu xanh và hai hình tròn màu tím. Vậy chúng ta thấy rằng 3 cộng 2 bằng 5. Tức là ta cần điền số 2 vào phép tính này. 3 cộng 2 bằng 5. Chúng ta cùng đến với phép tính thứ hai. 2 cộng một con số bí ẩn nào đó để bằng 5. Chúng ta có 5 chiếc hộp và hai trong số chúng chứa ngôi sao màu tím. Vậy chúng ta cần thêm bao nhiêu ngôi sao nữa để cho vào hết cả năm cái hộp này? 2 cộng với số nào sẽ bằng 5? Các bạn hãy tạm dừng video và thử suy nghĩ nhé. Giả sử rằng các bạn đều đã suy nghĩ cách giải, bây giờ, chúng ta cùng tìm xem cần thêm bao nhiêu ngôi sao nữa để cho vào năm hộp này. Ta cần phải cho 1, 2 và 3 ngôi sao nữa để cả năm cái hộp đều có ngôi sao. Giờ chúng ta có 5 ngôi sao. Chúng ta có 2 ngôi sao hồng và 3 ngôi sao xanh. Vậy số chúng ta cần tìm là 3. 2 cộng 3 bằng 5. Hãy làm thêm một vài bài khác. Ở đây, ta có 4 cộng với một số nào đó bằng 5. Trong hình vẽ, chúng ta đã xếp được 4 hộp vào các chỗ trống. Vậy ta cần thêm bao nhiêu hộp nữa để lấp đầy cả 5 chỗ trống này? Chúng ta thấy rõ ràng rằng chúng ta cần phải thêm một chiếc hộp nữa vào chỗ trống này. Vậy 4 cộng 1 bằng 5. Giờ hãy thử một bài ngược lại. Chúng ta có 5 ô trống, chỉ mới có một ô trống có hình mặt cười. Chúng ta cần thêm bao nhiêu mặt cười nữa để điền vào tất cả ô trống? Hay chúng ta cần thêm bao nhiêu vào 1 để được kết quả là 5? Tương tự, ở ví dụ này, các bạn hãy tạm dừng video và suy nghĩ nhé. Giờ ta cùng giải nào. Chúng ta có thể thêm 1, thêm 2, thêm 3 và 4 mặt cười vào các ô trống. Vậy chúng ta có một mặt cười màu trắng và 1, 2, 3, 4 mặt cười màu vàng. 1 cộng 4 5. Vậy số ta cần tìm là 4. Ta cùng quay lại ví dụ đầu tiên. 3 cộng 2 bằng 5 và 2 cộng 3 bằng 5. Khi đã có 3, các bạn cần thêm 2 để được kết quả bằng 5. Khi đã có 2, các bạn cần thêm 3 để được 5. Tương tự ở ví dụ sau, ta có 4 cộng 1 bằng 5 và 1 cộng 4 cũng bằng 5.